Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Ngôi Sao Miệt Vườn vui lắm người ơi, mời bạn cùng tôi tham gia giải trí, mình không tốn phí cuộc chơi hết đi, vui lắm bạn ơi. Dạ, Khương Dừa cùng với Dung Văn Dung Vẻ xin kính chào tất cả quý bà con cô bác đang có mặt tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, và cũng xin kính chào quý bà con cô bác đang xem live trên tất cả các kênh. Hiện nay thì tại hội quán Dung thấy có rất nhiều máy đang live. Dạ, quý bà con cô bác đang xem trên kênh nào cũng vậy, cho Dung xin một lượt chia sẻ để chương trình tối đêm nay được lan tỏa rộng rãi hơn nữa ạ. Dạ, quý bà con cô bác thân mến, như thường lệ thì vào thứ bảy hàng tuần tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn sẽ tổ chức đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn. Và hôm nay cũng vậy, đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bình Chánh kết hợp với Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn tổ chức với sự tài trợ của Kim Khiết Trang sức Kim Cương và Nha Khoa Na. Xin cảm ơn hai nhà tài trợ rất là nhiều luôn. Dạ, và cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý bà cô bác. Hôm nay là đêm nhạc của Ngôi Sao Miệt Vườn đông hơn mọi khi rất là nhiều luôn. Dạ, và nếu mà có sự thiếu sót thì quý bà cô bác cũng thông cảm cho Khương Dừa nha. Và đồng và kèm theo đó bạn bác đến đông xem, đó là do có sự xuất hiện của rất nhiều ca nghệ sĩ trong ngày hôm nay. Và Khương Dừa nghĩ là chương trình của chúng ta sẽ kéo dài tới chắc khoảng 11 giờ, cho nên bà con cô bác mình sắp xếp giờ giấc xe cộ rồi cho nó hợp lý ha. Với lại chương trình mà có kéo dài trễ xíu, bà con cô bác xung quanh hậu quán ở Sơn Miệt Vườn thông cảm cho Khương Dừa nha. Dạ, hôm nay tại ngày cuối tuần, ngày nghỉ, cho nên là mình sẽ phục vụ văn nghệ trễ hơn xíu. Dạ, và hôm nay thì hồi nãy em có đi một vòng quanh hội quán á, thì các cô chú anh chị có nói rằng hôm nay sẵn sàng coi đến sáng ạ. Dạ. Đến sáng hả? Dạ. Dạ. Dạ, và bà con bác thân mến, dạ như Khương Dừa giới thiệu vào tuần trước, dạ tuần này là đêm nhạc rất là đặc biệt, dạ dành để mình chúc mừng sinh nhật của danh ca Long Nhật và chúc mừng anh đã hoạt động 35 năm ca hát. Dạ. Và ngay bây giờ thì Khương Dừa sẽ giới thiệu đến quý bà con cô bác nhân vật chính trong ngày hôm nay. Xin mời danh ca Long Nhật. Dạ, dạ quý bà con cô bác cho một tràng vỗ tay thiệt là lớn ạ. Vỗ tay chưa to. Chưa to à? Vỗ tay mà người vỗ người không á, ở trong miền Nam mình nói là mắc cỡ. Mắc cỡ. À, còn Long Nhật làm rệ ngoài Hải Phòng, ở phía Bắc, người ta nói là xấu hổ. Dạ. Còn Huế của Long Nhật nói là vỗ tay mà người vỗ người không là ốt ruột. Chắc phải làm lại là 2, 3. Lớn chưa anh? Đủ lớn chưa? Quá rồi. Dạ. Lời đầu tiên cho phép con là Đinh Long Nhật, nghệ danh ca sĩ Long Nhật. Xin gửi đến toàn thể quý ông bà, cô bác, các bậc cha mẹ, các anh chị, các bạn, các em và các con nhỏ có mặt đầy ắp yêu thương trong buổi tối hôm nay, đêm nhạc của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn, chủ đề Live Show Long Nhật 35 năm, một chặng đường ca hát cùng với tiệc sinh nhật Long Nhật tròn 20 tuổi cộng. Vì hỏi thấy lớn à? 20 tuổi cộng. Dạ, còn muốn cộng bao nhiêu thì cộng. Dạ. Dạ. À, dạ, em Khương Dừa thì là cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh rất là nhiều đã yêu thương em, yêu thương hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn và giao cái nhiệm vụ rất là quan trọng này tổ chức sinh nhật cho anh. Dạ, và trong hôm nay nếu có gì sơ sót thì anh cũng thông cảm bỏ qua, cũng như là các anh chị khách mời cũng thông cảm bỏ qua giúp Khương Dừa ha. Có thể nói đây là cái sinh nhật lớn nhất mà hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn tổ chức luôn á. Dạ, dạ à, vậy được không? Không, tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn thì cũng rất là hân hạnh, bởi vì được anh tin yêu cũng như là anh quyết định để tổ chức sinh nhật tại đây. Thì không biết cái cơ duyên cũng như là cái quyết định như thế nào mà anh lại tổ chức sinh nhật lần thứ 20 cộng tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Sự thật là Long Nhật rất là mê, say, yêu thương và tôn thờ những miền quê Việt Nam. Long Nhật được nghệ sĩ Nhân Dân Thu Hiền. Đúng ra là hôm nay có người thầy, người cô giáo của Long Nhật là nghệ sĩ Nhân Dân Thu Hiền. Bà đã tham gia thành công trong Live Show Long Nhật 35 năm một chặng đường ca hát, được tổ chức tại quê nhà xứ Huế, quảng trường Quốc học Huế với 5.000 khán giả. Đúng ra là sau Huế là sẽ tới Thành phố Hồ Chí Minh.
rồi tới Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang. Nhưng mà vừa xong hoàn thành rực rỡ live show 35 năm ở Huế thì đã xảy ra thiên tai bão lũ cho bà con miền Bắc. Nên Long Nhật dẹp lại live show để dành thời gian đi hát, kiếm tiền, rồi đi cứu trợ bà con Tây Bắc. Nhưng đây Long Nhật cũng khoe luôn là cách đây mấy ngày Long Nhật xin được 700 triệu tặng cho hai xã Ca Thành và Yên Lạc của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng với 11 hộ dân, mỗi hộ được 50 triệu, tổng cộng là 700 triệu đã trao cho Cao Bằng cách đây 3 ngày. Dạ, cảm ơn rất là nhiều, chắc bà ông bác sẽ ở ngoài sẽ rất là phấn khởi. Dạ, nên là khi mà tạm ngưng cái lá số 35 năm thì đến 19 tháng 10 thì Long Nhật có nói với Khương, với là bé Lệ, với là Dung Văn, Dung Dẻ là anh muốn tổ chức một đi nhạc ấm cúng, tại vì nghệ sĩ Nhân Dân Thu Hiền cho Long Nhật một cái tên là con được mình danh là người con của những miền quê. Mặc dù con là người Huế nhưng mà con rất thương miền Nam, con rất yêu miền Trung, con rất thương Tây Nguyên và con rất thương miền Bắc. Và cái dòng nhạc quê hương của Long Nhật năm nay mình làm gói gọn, mọi năm thì làm trong nhà hát, trong những cái khách sạn lớn, nhưng mà năm nay bà con lụt lụt khó khăn quá thì cái cách đẹp nhất, thương nhất là chọn hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn để hát bằng tất cả những yêu thương trong đêm nay, để làm một cái đêm nhạc, một đêm sinh nhật hướng về miền Bắc yêu thương. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, cũng nhờ anh mà đêm nay thì bà con bác đến hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn sẽ có một cái đêm thưởng thức văn nghệ như là nhiều màu sắc với nhiều giọng hát rất là hay. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, phải chi mà sinh nhật anh được một tháng tổ chức lần ha. Rất là may mắn là tất cả anh em ban nghệ sĩ rất là thương yêu Long Nhật. Hầu như là trên cái poster là không thiếu một anh tài, không thiếu một nghệ sĩ nhân dân, một nghệ sĩ ưu tú, một ngôi sao nào. Và rất nhiều nghệ sĩ ở xa, ví dụ là chị nghệ sĩ Nhân Dân Hồng Vân, anh Lê Tuấn Anh, danh hài Lê Giang, chị Cát Phượng, thầy của Long Nhật là nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, rồi là rất nhiều các nghệ sĩ ngoài Bắc nữa đã gửi hoa, gửi quà về ngày hôm nay và chúc mừng sinh nhật của Long Nhật. Nhưng Long Nhật nhắc lại là tất cả hôm nay là phải gần trên 20 ngôi sao ca nhạc và danh ca và nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Sau khi cắt bánh thì Long Nhật mời tất cả những khách mời, những nghệ sĩ yêu thương lên đây cùng cắt bánh với Long Nhật. Nhưng mà sau đó sẽ di chuyển về về hai cái, anh Khương có hai cái nhà hàng, hai cái villa dạ. Bằng tre, người ta gọi là villa lều để mà dùng buổi tối với Long Nhật. Còn bây giờ mình bắt đầu vào chương trình ha. Dạ, bà con bác thân mến, bây giờ trước khi đêm nhạc diễn ra thì mình sẽ làm một cái lễ sinh nhật cho anh Long Nhật, chúc mừng sinh nhật anh cũng như là kỷ niệm 35 năm ca hát của anh. Cũng mời bà con bác mình cũng sẽ chung vui với anh. Và ngay bây giờ thì Khương vừa xin kính mời các anh chị em nghệ sĩ đã đến với sinh nhật của anh Long Nhật thì mình sẽ xuất hiện trên sân khấu để mình cùng thổi bánh kem ạ. Dạ, mời nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc, dạ mời danh ca Ngọc Ánh, dạ mời Bình Tinh, mời Nhật Minh, dạ mời nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, dạ Hoàng Phương Linh, dạ anh Nhật mời Minh. Em ha, em, em tất cả nhà học trò của ba anh, những đứa con của ba, những quán quân, những á quân, những giải nhất, giải nhì và kể cả những em học sinh không có giải dừng ngay ở vòng bán kết vẫn được xuất hiện dạ. Với thầy trong buổi tối hôm nay. Kính thưa cả nhà, Long Nhật đang là chủ tịch hội đồng giám khảo vòng qua vàng Việt Nam và hôm nay rất nhiều học trò đến đây và tất cả những yêu thương rất là nhiều dạ. Nhà mình không thiếu gì ngoài tiền mặt, gom tiền đi cứu trợ bà con, tiền tới phải có một đứa cất tiền cho ba, mau lên. Mơ hồng mơ. Ủa dạ, bà con cô bác thân mến, là mình sẽ tổ chức sinh nhật cho anh Long Nhật xong rồi mình sẽ bắt đầu vào chương trình nha quý bà con cô bác. Dạ, Cương vừa kính mời bà con bác mình ổn định chỗ ngồi. Dạ, còn bây giờ là quà quá nhiều rồi cho nên anh Long Nhật sẽ cầm không xiết, cho nên mình trao tượng trưng rồi xíu mình xuống dưới mình trao tiếp cho anh ạ. Nhưng mà em nghĩ tiền thì có thể trao liền trên sân khấu được ạ. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn sự yêu thương, sự thật là thắm. Đỡ cái bắp cái hoa cho thầy không thấy rớt ra nặng. Mời các anh chị rồi. Cảm ơn ông trai. Đây là giải trẻ nhất em sinh 2022, đoạt giải thí sinh trẻ tuổi nhất giọng ca vàng 2023. Em đến từ Phú Quốc. Một tràng pháo tay thật lớn cả nhà ơi. Còn đây là quán quân của tài thê Thiên Hoàng. Happy birthday, happy birthday to you. Dạ, cho mấy bạn cho anh hỗ trợ đem quà anh. Và đặc biệt hôm nay Khương Dừa ơi dạ. Dung Văn nhân chị Ngọc Ánh ơi dạ. Ra đây, Trọng Phúc đâu rồi, cả nhà ra đây ba khoe nè. Đây là nghĩa vụ của Long Nhật. Ông già nuôi Long Nhật từ nhỏ, khi Long Nhật về Sài Gòn đi hát xa gia đình, Long Nhật là một đứa học trò, một đứa con bốn nhà đi hát,
một đứa học sinh chuyên văn Quốc học Huế. Bác Lâm Nhật, bác Lâm Nhật học con đường sư phạm để trở thành thầy giáo, nhưng mà Lâm Nhật trốn ba mẹ vào Sài Gòn và may mắn gặp ông già nuôi, và ông già là nối giáo cho giặc giấu Lâm Nhật trong này. Và đây khoan từ từ và cái người tiếp theo là chị Danh Ca Ngọc Ánh. Ngày đầu tiên Lâm Nhật về Sài Gòn năm 1995, năm đó em mới có 20 tuổi thôi, và cái người đầu tiên, người thầy đầu tiên là chị Ngọc Ánh. Chị Ngọc Ánh đã dắt em đi hát khắp nơi trên nước Việt Nam này và ra nước ngoài nữa. Em cảm ơn chị. Anh Long nè, anh Long đâu? Anh Long là ông anh cả của em. Sao thì anh thấy cái bức em có quà cho anh. Khương Dừa có quà nữa hả? À, quà hội quán rồi, bánh kem rồi, còn em riêng quà của em. Trời ơi, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Tổ chức sinh nhật cho anh rồi, còn có quà cho anh. Dạ, mấy có thiếu sót gì không? Có thiếu sót gì ca anh nghệ Long sĩ ra đây, anh Long ra vừa nha. Dạ. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho anh cả của Long Nhật, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Có tiền. Có quà được không? Không có tiền. Trời ơi, anh Long, anh nói là anh có quà, không có tiền. Anh cho cả cuộc đời, em nhận hết rồi. Thưa quý vị, sau chị Ngọc Ánh và người tiếp theo là hai danh ca nổi tiếng bậc nhất của làng cải lương. Đó là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, anh Nam Vũ Linh, và nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Là hai cái người này cùng với danh ca Châu Thanh là tuyên bố với bầu số là phải có Long Nhật thì các anh mới hát. Vậy là trên đường đối diện khắp mọi miền đất nước, kể cả đi ra nước ngoài, đi đâu anh Long, anh Linh và Châu Thanh cũng có cho Long Nhật đi hát. Một lần cảm ơn anh Long nói với em bà lời. Anh chúc cho em là không phải là năm nay là cái năm mà sinh nhật vui nhất, mà là năm nào em cũng sẽ có một cái ngày sinh nhật được khán giả nè, rồi người thân nè, và nhất là tất cả anh em đồng nghiệp, những người trưởng thượng cũng như là những đàn em của em sẽ luôn yêu thương em và dành tình cảm dào dạt cho em. Tiền bạc có thể kiếm được, nhưng tình nghĩa, tình yêu khó mà kiếm được. Ngày hôm nay anh thấy em là mọi người đến ủng hộ em, và nhất là nguyên một cái dàn nghệ sĩ dàn sao đến đây ủng hộ em, đó là cái niềm hạnh diện nhất của em. Chúc em luôn luôn trẻ đẹp, hạnh phúc. Dạ quý bà con cô bác, khi mà mình ở hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn á, mình cứ coi đây giống như là ngôi nhà, là những người thân. Dạ. Thành ra là quý bà con cô bác mình cứ thoải mái vỗ dạ, tay nha. Dạ, vỗ tay thiệt là dạ, lớn rồi, lên. Dạ bây giờ mình sẽ bước ra qua cắt bánh kem ha anh. Rồi, bây giờ sẽ tới cắt dạ bánh kem. À, Khương Hương xin cho anh Nhật cái mic lớn lớn chút, mà cái loa kiểm tra mic lớn, mic lớn. Nó hơi bị nặng, anh nói mệt. Dạ, đẩy mic lên. Đẩy mic lên chút, tại mấy ngày vừa rồi đi cứu trợ dạ, dạ. Lâm Nhật đi Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai đi suốt ngày suốt đêm nên là hơi đuối. Dạ. Rồi bây giờ tới, bây giờ chắc là các ba, các má, các ông, các bà, các cô bác, các anh chị dành 100 pháo tay to to cho em bắt đầu khai tiệc sinh nhật. Happy birthday của Lâm Nhật tròn 20 tuổi cộng, và chúng ta bắt đầu cắt bánh kem ạ. Dạ mời anh, dạ mời các anh chị. Tất cả nghệ sĩ đứng lại sân khấu. Lại mình cắt bánh kem. Đằng sau quay. Ai cho đi vô mời vô. Rồi anh điều khiển luôn đi. À chưa gì hết mà đòi đi ăn tối rồi à, cơm nước dọn sẵn từ từ rồi ăn. Đây là một sinh nhật của một nghệ sĩ, một danh ca lần đầu tiên tổ chức tại hội quán. Thành ra là anh Khương cũng như là Dung thì cũng đang hơi bối rối một chút. Quý bà con cô bác mình cứ vỗ tay thiệt lớn nghe. Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi đang đi phía sau sân khấu rồi. Khương ơi, Dung Văn, Dung Dạ ơi dạ, hốt, hốt bà Chi lên sân khấu liền. Hốt bà Chi. Bưng chị lên ạ. Dạ, chị Chi ở đâu vậy vậy? Hốt bà Chi lên sân khấu liền. Dạ mời chị Trịnh Kim Chi mình lên sân khấu chị ơi. Nghệ sĩ nhân dân Á hậu Việt Nam Trịnh Kim Chi, một người Á hậu Việt Nam đã đăng quang hơn 20 năm mà vẫn còn đẹp dễ sợ, càng ngày càng đẹp. Dạ rồi dạ, hôm nay Kim Chi sẽ hát xong ca với Long Nhật nữa. Đâu Kim Chi đâu dạ, xong, một tràng pháo tay thật lớn dành cho nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi. Bước ra đây, bước ra đây cho bà con khoe cái áo dài. Cái áo dài này là anh chọn từ chiều giờ đó. Vỗ tay lớn cho em gái Long Nhật. Dạ, Kim Chi xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Chúc mừng sinh nhật anh. Ngày hôm nay đi từ ngoài kia đi vô đến đây, trời ơi thấy rần rần trong này. Nghe thấy tiếng của anh không à? Ngày hôm nay em nghĩ là anh rất là hạnh phúc đúng không? Đúng rồi. Quá là hạnh phúc luôn. Và trong cái niềm vui hạnh phúc này thì em thay mặt cho toàn thể quý vị khán giả ở dưới này, nãy giờ chưa có ai mà cầm micro để chúc anh được, thì em đại diện cho toàn thể quý vị khán giả dưới này, rồi toàn thể các anh chị em nghệ sĩ gửi đến anh lời chúc tình yêu, tình cảm,
sức khỏe, gia đình, sự nghiệp, tất cả đều thành công hết. Anh không biết nói gì hơn. À, em gái Trịnh Công Chi với anh Nhật là phải là từ lúc em đăng quang giờ là hơn 20 năm. Và chúng tôi đã hành trình với nhau trên mọi cung đường, gào chờ nước sông lưu diễn. Cảm ơn em, lúc nào cũng thương anh. À, nhất là Bình Tinh cũng vậy, Bình Tinh nhỏ xíu mà lúc nào cũng là thương anh Nhật nhất. Chị Ngọc Ánh cũng vậy. Và hy vọng rằng là đêm nay sẽ là một đêm sinh nhật, đặc biệt là một cái live show kỷ niệm 35 năm của Lâm Nhật mãn nhãn về phần nghe và phần nhìn. Cảm ơn những yêu thương của Lâm Nhật. Em không biết nói gì hơn, em chỉ biết nói rằng là xin mang ơn vì tất cả. Dạ. Rồi mời anh với lại chị mình qua bước mình cắt bánh kem luôn. Dạ. Đưa cái bàn ra giữa thì mọi người đứng mới đẹp. Đưa cái bàn ra giữa. Ôi giời, ai ba bắt nghệ sĩ ưu tú với nhân dân bưng vậy mấy đứa? Mấy đứa nhỏ nhà mình đâu bê cái bàn giùm. Trời, mấy cái đứa này thiệt tình đó chứ, toàn là nhân dân với ưu tú không mà bê vậy nè. Họ không dám bưng, mấy bạn lên mấy bạn sợ không biết làm vậy có đúng hay không. Mấy đứa nhỏ cho ba xin các em nghệ sĩ mình cùng bước lên sân khấu để mình cắt bánh kem chúc mừng sinh nhật anh Long Nhật ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay thì danh ca Long Nhật của chúng ta thật sự rất là hạnh phúc. Hạnh phúc khi mà được đứng trước tất cả các công chúng cũng như quý khán giả yêu thương trên 35 năm chặng đường ca hát của nghệ của danh ca Long Nhật. Ngày hôm nay thì tất cả các chị em, anh em nghệ sĩ cũng không biết nói gì hơn. Xin gửi lời cảm tạ những tấm lòng vàng, những trái tim yêu thương của toàn thể quý khán giả đã gửi đến cho danh ca Long Nhật của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn mọi người và chúc quý vị có một đêm thật vui vẻ, hạnh phúc. Hà Kiều nói rất hay. Hà Kiều, Á Quân, chương trình Tài năng âm nhạc Việt. Tài năng âm nhạc Việt. Và hôm nay Hà Kiều đến đây là Á Quân và cùng có đi cùng một quán quân nữa. Mà ngộ cái hai mẹ con đi thi mà con thì quán quân, mẹ là Á Quân. Tao nghi cái này mua giải quá tụi bay. Vỗ tay lên nhà ơi. Và chúng ta Lâm Nhật vừa nhận quà của Trịnh Kim Chi thì thêm một bé Chi nữa xuất hiện, công chúa Lâm Khánh Chi. Wow, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón công chúa Lâm Khánh Chi thưa quý vị. Quý vị kính mến, trong cuộc đời của con người chúng ta, cả nhà thấy công chúa Lâm Khánh Chi đẹp không quý vị? Đẹp dễ sợ mà cao quá. Anh đã dặn là một lát là xong ca với anh là mang đôi guốc thấp thấp á. Em đứng dậy đi anh Nhật. Làm sao bây giờ? Em chúc mừng cho anh mấy câu đi. Hôm nay là sinh nhật của anh Lâm Nhật. Rất nhiều các anh chị nghệ sĩ nổi tiếng đến đây. Các anh chị ngồi trong khán nghe. Rất là vui mừng cho anh tại vì anh được rất là nhiều nghệ sĩ trong nghề yêu thương. Và hôm nay sinh nhật của anh, em chúc cho anh càng ngày càng hát hay, càng nhiều sức khỏe và càng được khán giả yêu thương anh. Và em với anh hôm nay tính lại là hai đứa mình chơi với nhau chắc cũng trên gần 30 năm hả anh? 30 năm chứ nhiêu? 30 năm tròn thưa quý vị. Long Nhật đi hát 35 năm thì kết thân với Lâm Khánh Chi 30 năm. Lâm Nhật hát 5 năm ở ngoài Trung và về Sài Gòn 1995 em hả? 95. Nhưng mà vậy nè, hai anh em mình chơi với nhau 30 năm mà năm nay em có 27 tuổi à? Anh Nhật 20 tuổi à. Rồi và chúng ta bắt đầu vào một trang mới tới từ lớn dành cho Lâm Khánh Chi. Mọi người. Tính ôn nghèo kỹ khổ em tưởng đâu là tổ chức đám cưới không à. Đây là những hai họ cô dâu chú rể. Dạ rồi, bây giờ là mình sẽ tất cả mình sẽ cùng cắt bánh kem chúc mừng sinh nhật của danh ca Lâm Nhật ạ. Thêm một người nữa đã tới hơi trễ, xin giới thiệu với cả nhà luôn. Ra đây. Thí sinh đoạt giải người lớn tuổi nhất dòng ca vàng Bô Rô Việt Nam với giải dòng ca ấn tượng, nữ ca sĩ Vàng Anh đến từ Bến Tre. Cả nhà quay quần bên nhau nha. Trời ơi, ai làm cái tấm hình Long Nhật ở đây nha? Giờ Khương hả? Em làm tấm hình cho anh hả? Trời, nó đẹp, đẹp quá trời. Đẹp hơn ở ngoài, tại trên này thì Photoshop. Dạ không, ở ngoài đẹp hơn trên hình. Trên này Photoshop quá gì. Nhật Minh Huyền Duy, Thiên Hoàng, bye bye. Em cao, em đứng gần vị trí, em ra đây nè. Đó. Học trò cưng của thầy đây. Văn bay đồng tháp.
hát hay dễ sợ. Dạ, và qua cái sinh nhật của danh ca Long Nhật thì hy vọng rằng tất cả các anh chị em nghệ sĩ sẽ chọn Ngôi Sao Miệt Vườn là một cái điểm khi mà chúng ta sắp tới ngày sinh nhật thì chúng ta sẽ nhớ tới ạ. Dạ, tại hội quán thì luôn sẵn sàng, dạ, luôn sẵn sàng phục vụ các anh chị, cũng như là mong rằng quý bà con cô bác mình sẽ thường xuyên được ăn sinh nhật tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn ạ. Dạ, và anh Khương thì có nói rằng nếu như mà làm đám cưới luôn thì hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn cũng nhận luôn ạ. Dạ. À, khoan, bà muốn đem cái lằn hoa mà có tấm hình của bà đẹp nhất ra đây luôn. Mấy đứa cho bà ra đây, để đây, để giữa. Dạ. Em ra đây cho thầy. Đây, đây là một người em gái mà hôm nay không tới. Đây là công ty Hoa Tươi Sushi Sài Gòn, Hồ Thị Kỷ. Đây là người con gái dễ thương. Sister, Triết, bên xe tới đây. Đây nè, đây nè. Đó. Ở trong hình đẹp hơn ở ngoài quá trời, tại vì Photoshop quá, tút quá. Bà Kim Chi là sửa hình dễ sợ. Rồi, cả nhà vào đây, Mifon, quán quân Mifon ra đây. Rồi, các cái giải triển vọng ra đây với ba, mấy đứa đứng đây. Rồi. Dạ. Và ban nhạc cho xin bài Happy Birthday lại ạ. Dạ. Dạ. Và bây giờ thì một cái chương trình chúng ta đang cần sâu lắng thì bà danh ca Long Nhật, anh có thể nguyện cầu cũng như là những cái lời chúc hay là những điều tốt đẹp nhất thì anh có thể nguyện cầu và chúng ta sẽ cùng thổi nến ạ. Long Nhật xin phép được quỳ xuống nơi đây trước yêu thương. Hôm nay Long Nhật là người hạnh phúc nhất. Có lẽ là chưa còn năm nào mà tổ chức sinh nhật là như năm nay. Tổ chức tại một miền quê sông nước của Nam Bộ, mặc dù Long Nhật là người Huế. Vâng. Xin cầu cho đất nước mình mưa thuận gió hòa, không thiên tai lũ lụt nữa, hết dịch bệnh, hết bão lũ, hết lũ quét, bà con tái thiết lại cuộc sống, sớm xây dựng lại nhà cửa. Những mất mát, những đau thương rồi sẽ qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Mùa thu đã về, nắng vàng giăng ngập lối, thu về, đông đến rồi xuân qua. Tất cả chúng ta cùng đồng tâm, hợp lực hướng về miền Bắc yêu thương. Và cái lời nguyện cầu đó mong muốn ơn trên sẽ nghe tiếng nói của con là Đinh Long Nhật. Còn về bản thân con thì con chỉ mong muốn là sức khỏe, lúc nào cũng được bà con yêu thương và hát hoài hát mãi. Chỉ cần còn một người nghe nhạc trữ tình quê hương Việt Nam thì con còn hát, sẽ cố gắng hát. Hát lúc nào mệt thì về Huế nghỉ ngơi và đi dạy để truyền lại cho những thế hệ tiếp theo. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả những yêu thương đã có mặt hôm nay. Chân thành cảm ơn thật nhiều ạ. Dạ, một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn quý bà con cô bác. Và bây giờ mà anh Long Nhật mình thổi nến và cắt bánh kem. Thổi nến là nhớ vỗ tay to, nhớ vỗ tay to nè. Bà chọn Mifon quán quân, dòng các bạn bộ rô Việt Nam, học trò cưng mà mấy đứa học trò bây giờ nó không gọi bằng thầy nữa, đứa nào nó cũng ghi bằng ba thôi. Con gái cắt bánh cho ba. Con cắt giùm ba chứ. Dạ, quý bà con cô bác mình cho một tràng vỗ tay ạ. Đúng rồi, con gái là bếp núc, con gái là cưng ba nhất. Tiếp theo một đứa con nữa là Thảo Linh cùng với Diễm Quỳnh, hai đứa ra đây. Dạ, hai đứa nếu mà dạy. Con anh Long Nhật cắt hết là nát cái bánh kem luôn á. Không, còn đông quá. Đâu có, hai đứa tượng trưng thôi. Bên này con Diễm Quỳnh với Thảo Linh ra đây ca. Cắt xong mời quý bà con bác luôn nha anh Nhật. Rồi, cắt xong rồi bên lễ tân. Dạ. Kệ, bánh con nhiều lắm, bánh kem nhiều lắm. Dạ, mời người. Hy vọng mỗi người được một miếng. Dạ. Cùng ăn với Long Nhật những yêu thương, dạ, những ngọt ngào nha. Dạ, ăn lấy vị nha bà con bác. Đúng rồi, mấy đứa con gái cắt bánh cho ba là đúng rồi. Dạ. Chuẩn bị nhã nhạc cung đình Huế. Anh tới giám đốc âm nhạc trở về vị trí. Rồi, dạ chuẩn bị. Sao chưa bắn pháo vậy? Bắn pháo rồi chưa? Còn bắn pháo không? Dạ có bắn chứ. Pháo dạ có pháo đó. Đây nè, có pháo để sẵn, dạ, luôn á. Bắn pháo luôn hả? Không không. Rồi, bây không, giờ không. Chúng ta cùng hát chúc mừng sinh nhật và bắn pháo. Quang, luôn. Cái dạ. Pháo này là bắt đầu khai mạc cái đêm nhạc. Sau nhạc này á mới bắn. Dạ. Bắt đầu nhã nhạc cung đình Huế xong một phát mở ra một cái rừng làm bắn pháo. Dạ. Nha, cả nhà nhớ nha. Em muốn bắn khi nào bắn? Dạ, tại vì lần đầu tiên làm sinh nhật quán Long Nhật á, thành ra là hai MC hơi rối ạ. À. Dạ.
Dạ. Dạ, rồi dạ. Bây giờ mình sẽ di chuyển các bạn vô đây ha, để chuẩn bị vô chương trình vụ dạ. Nghệ cho quý bạn. Xin phép cả nhà cho ban tổ chức được dời dạ, xíu cái phần nghi lễ vào trong để khai mạc live show 35 năm chặng đường ca hát của Long Nhật. Các bạn ơi, các bạn lên hỗ trợ sân khấu chút ạ. Có dẹp hết. À không, cái đó vào giữa em ơi. Cái nào vào giữa nào. Dạ, và xin anh ơi. Cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Có phải là hôm nay chúng ta đi xem ca nhạc, chúng ta đi dự đêm nhạc, chúng ta cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì những cái lời nguyện cầu của anh Long Nhật á, thì nãy giờ Dung để ý thì anh lúc nào cũng nguyện cầu cho mọi người trước, cũng cầu nguyện cho thế giới, cho hòa bình, và sau đó thì mới đến bản thân của anh. Và thực sự là nãy giờ tuy là được dự sinh nhật của anh nhưng mà Dung lại học được rất nhiều. Chúng ta cần phải biết san sẻ, biết cho đi, cũng như là những cái lời tốt đẹp nhất cho những người đối diện, những người xung quanh chúng ta, thì sau đó mới đến chúng ta. Dạ. Dạ, ba Khương vừa mời các anh chị em nghệ sĩ mình về cái hai cái phòng, hai cái căn chòi để mình ngồi nghỉ ngơi, để chuẩn bị các tiết mục phục vụ quý bà con bác ha. Dạ, và quý bà con bác ở cái micro kỳ quá gì. Cho anh micro khác đi. Micro giật nó không nghe gì. Dạ, và ngay bây giờ thì đêm nhạc. Tức nhớ cho mic lớn lên. Tại cái mic thuê chứ không mic của tôi quăng rồi. Kiểm tra cho lớn lớn. Kiểm tra. Dạ, bà con bác mình ổn định chưa? Khoan để quan sát coi bà con bác mình ổn định chưa. Dạ, ngồi ổn định chưa để mình thưởng thức văn nghệ, chứ nhiều khi bà con bác đi tới đi lui chưa có ghế ngồi mình diễn ra rồi bác xem không được nữa nè. Dạ, bằng quốc mình ổn định chưa hả? Ổn chưa? Dạ, mình bắt đầu chương trình được chưa? Dạ. Trễ rồi ha? Dạ, dạ. Dạ, rồi. Dạ, và xin mời các anh chị văn nghệ sĩ chúng ta sẽ qua bên hai chiếc chòi xinh đẹp bên đây để sẽ dự tiệc, cũng như là các anh chị khách mà có thiệp mời của danh ca Long Nhật thì chúng ta cũng qua bên chòi phía bên tay trái này để chúng ta cùng dự sinh nhật với lại anh Long Nhật ạ. Dạ, quý bà con bác thân mến, anh Long Nhật là người con của xứ Huế, cho nên là hôm nay trong cái đêm sinh nhật và kỷ niệm 35 năm ca hát của anh sẽ giới thiệu đến quý bà con cô bác một cái điệu múa dạ rất là hay, dạ đến từ nhã nhạc cung đình Huế. Và bây giờ Khương vừa kính mời quý bà con bác cho một tràng pháo tay thật lớn.
Khoan, đi ra lại, đi đâu vậy? Trời đất ơi, tập rồi mà quên cô Nhược. Ra lại. Ra đi ba, mau lên. Nhã nhạc cung đình Huế ta phải trụ bộ cái đội hình cho đẹp chứ. Làm lại. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho tiết mục Múa chén nhã nhạc cung đình Huế với làn điệu Lưu Thủy, Kim Tiền, Biên Đạo Múa, Minh Nhược, Giang Dân, ca sĩ Long Nhật với phần biểu diễn của các nghệ sĩ Vũ Đoàn Diva, nhà hát ca múa nhạc thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cảm ơn các con. Quên tuồng hết trơn là chán ghê. Vỗ tay lớn lắm nha, kể quý vị nghe cái này. Trên đường từ Sài Gòn ra miền Trung, trên cùng một chuyến tàu, người con gái Huế mặc một chiếc áo dài tím, màu tím Huế giống như là bộ đồ Lâm Nhật đang mặc đây. Và trên chuyến tàu đó, người con gái gặp một chàng quân nhân, một người lính bộ đội rất trẻ, trẻ măng vậy, người Sài Gòn, cùng một chuyến tàu ra miền Trung. Hai người thương nhau, trong lòng là thương lắm rồi mà không dám nói, nên nhạc sĩ Thăng Long mới nói rằng là thương anh không phải vì tình thương, có lẽ là vì tình yêu. Về đến Huế, người con trai muốn ngỏ lời về thăm nhà của cô bé. Nhà nghèo thôi, nhà em cỏ cơm rau với cà, và cỏ em thơ, mẹ già, mẹ thương em lắm, anh ơi. Kính mời cả nhà cùng nghe Quen Nhau Trên Đường Về của nhạc sĩ Thăng Long. Vỗ tay cho to nào, lớn lên nào. Lắm dùng nhạc muốn thấy các cánh tay bên phải à, đưa cao lên nào. Đằng xa, bên trái. Dạ. Chiều nay có phải anh ra miền Trung về thăm quê mẹ chưa em về cùng? Rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu về đến sông Hương núi Ngự để nhìn trăng soi cuối thôn. Gặp anh em lại thương anh nhiều hơn, ngày đêm lo dự dàng sớm vẹn toàn. Dù sương gió gây bao phũ phàng, đã có em đây sẵn sàng lại gần sưởi ấm tim anh. Thương anh không phải vì tình thương, không phải vì sang giàu, mà vì cùng chung chí hướng. Băng rừng sâu suối ngàn, mong ngày cả khai hoàng. Mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân. Nhà em tuy nhỏ đơn sơ nghèo nàn, nhà em có và có em thơ mẹ già, mẹ yêu em lắm anh ơi. Dạ, xin cảm ơn những yêu thương, những tràng pháo tay thật là nồng hậu của quý vị. Một lần nữa cảm ơn cả nhà. Thương anh không phải vì tình thương, không phải vì sang giàu, mà vì cùng chung chí hướng. Thương
dài dầu nắng mưa, băng rừng sâu suối ngàn, mong ngày ca khải hoàn. Mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân. Nhà em tuy nhỏ đơn sơ nghèo nàn, nhà em có cơm rau với cà, và có em thơ mẹ già. Mẹ yêu em lắm anh ơi, nhà em có cơm rau với cà, và có em thơ mẹ già. Mẹ yêu em lắm anh. Con cảm ơn mẹ. Quen nhau trên đường về. Yeah. Dạ, cảm ơn tình cảm của bà con bác dành cho danh ca Long Nhật. Dạ, hôm nay thì hơi lu bu xíu cho nên bà con bác cũng thông cảm ha, với lại các anh chị em nghệ sĩ cũng thông cảm cho Khương Dừa cùng với anh Long Nhật. Nhưng mà Khương Dừa thấy là bữa nay anh rất là vui, rất là hạnh phúc. Nay ăn sinh nhật bao nhiêu tuổi vậy? Nãy không nghe. Dạ con 20 tuổi cộng, con mẹ muốn cộng bao nhiêu thì cộng. 20 tuổi là nhiêu, là 80 tuổi á? Dạ 20 tuổi cộng. 20 tuổi cộng. Dạ. 55 tuổi thì nói 55 tuổi sao cộng lại là nhiêu? Dạ 20 tuổi mà cầm mẹ cộng cho con thêm 35 năm nữa là con 55 tuổi. Chứ không phải là 70 tuổi hả? Dạ 55. Dạ con dạ, cảm ơn ngoại nhiều nha, ngoại điều tra lý lịch của ca nghệ sĩ kỹ lắm anh ơi. Cho anh cộng là biết liền à. Đây đây để con đưa mẹ xuống quốc tế. Dạ, dạ. Ngoại. Đi từ từ thôi mẹ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn bà con bác đã thương yêu Long Nhật, cảm ơn Long Nhật rất nhiều. Dạ rồi. Dạ rồi, bây giờ anh vô trong để chuẩn bị thay đồ nữa. Dạ bữa nay anh thay chắc khoảng 18 bộ đồ. Dạ. À, dạ quý bà con bác thân mến, hôm nay mình vẫn gọn lẹ thôi. Dạ bây giờ Khương Dừa sẽ mời quý bà con bác mình sẽ đến với bài hát Hồn Quê của nhạc sĩ Thanh Sơn với tiếng hát của ca sĩ Mi Phone. Bà mở cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Qua những
đời bao năm xa cách thương, chừng hôm nay lớn dần lòng buồn dời dời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi, thương khói lam ban chiều và mái tranh thuở còn nằm nổi, cây me che bóng mát môi, chiều ta đứng chờ nhau dư âm xưa như ngỡ sống lại bên giây phút đầu, lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sao, thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cái phương ngày hè, mùa nước lên điên điên rổ mong, bao nhiêu niềm vui ôm trọn vào lòng, lùng bình trôi níu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm măng bờ môi, quên thương đau. Quê hương em con gái áo bà ba gánh mà non, câu ca dao trên lúa muôn ngàn năm hơn vẫn còn, còn rung đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn, ta hãy đông cho thật tràn chén tình đầm đà mến thương, còn rung đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn, thật trang chén tình đầm đà mến thương. Dạ, dạ, con Mi-phone xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và tiếp theo một ca khúc nữa có lẽ là Mi-phone sẽ xin được song ca với lại Ba Long Nhật, một ca khúc được mang tên Áo Anh Xích Chỉ Đường Tà. Cả nhà cho ba của con một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? À? Dạ, xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Anh Nhật chưa thay đồ xong con ơi. Anh Long Nhật chưa thay đồ xong em ơi. Giờ nói chuyện. Dạ, bà con bác thân mến, tại vì ca nghệ sĩ mà lúc nào xuất hiện trước quý bà con bác cũng phải đầu tư cho nó mới lạ, cho nó chỉnh chu, cho nó cho đẹp. Cho nên là anh Long Nhật đang mới thay được cái quần à, còn cái áo chưa. Cho bà bác thông cảm giúp chứ vừa nha. Dạ, thì mình nói chuyện đi. Đó, bây giờ là bữa nay là lần thứ hai Mi-phone trở lại với Hậu Quán Ngồi Sau Mì Giường đúng không? Dạ. Bữa nay là đêm nhạc là coi như là rất là đông luôn. Em thấy mừng vui cho ba Long Nhật của em không? Dạ. Lần thứ hai quay trở lại, khán giả đông hơn lần thứ nhất nữa. Cảm xúc Mi-phone hôm nay cũng rất là vui và sung sướng ạ. Cả nhà cho Mi-phone một tràng vỗ tay nữa được không ạ? À? Đây rồi, xong rồi. Trời, cái gì đâu mà cái áo bộ đội cài quán được. Ở dưới cuộc dây dày quán được muốn té luôn vậy đó. Dạ, anh nhìn sân khấu cho hai cha con nha. Dạ, bà bác cho hai cha con một tràng vỗ tay thật lớn ạ. À. Dàn hợp xướng của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Các con bước ra đây với ba. 5 năm nam nữ của sinh viên năm 2 Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Không đủ mic, các con hát mic chung. Các con được mấy mic? 4 mic thì chia ra hai đứa một mic, hai đứa một mic nhá. Các anh trước khi hát bài hát này, Mi-phone ở đây với ba. Các con bước lên trên cao một xíu để cho lại thêm. Lâm Nhật sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện của một bài thơ, và nhà thơ Hữu Loan là bạn thơ của ba Long Nhật. Ba Long Nhật là nhà thơ Nguyệt Đình xứ Huế. Và năm năm nhà học lớp 6, lớp 7, thi sĩ Hữu Loan, người ở Nga Sương, Thanh Hóa, là tác giả của bài Màu Tím Hoa Sim. Chắc cả nhà còn nhớ. Nàng có ba người anh đi bộ đội chưa về, nàng có đôi người em, có em chưa biết nói. Năm đó, nhạc sĩ, thi sĩ Hữu Loan 17, 18 tuổi, học giỏi nhất huyện Nga Sơn, được một gia đình giàu có ở trung tâm thành phố Thanh Hóa mời lên dạy, gọi là gia sư bây giờ á quý vị. Và trong nhà đó có ba người anh lớn, nếu mới biết nào. Và ba người anh lớn đó tiếp theo là có một cô bé 6 tuổi. Cô bé 6 tuổi đó là nàng đó quý vị. Và lần đầu tiên thầy đang dạy cho ba người anh trong phòng học, có một cô bé 6 tuổi chạy ngang cái khung cửa sổ, đôi mắt tròn xoe nhìn thầy, và một làn sóng điện chạy toát dọc sống lưng thi sĩ Hữu Loan. Và thầy biết rằng đôi mắt em bé 6 tuổi đó chính là đôi mắt của người đàn bà của cuộc đời thầy. Sau em bé, nàng có hai người em nữa. Nàng có đôi người em, có em chưa biết nói. Tức là mẹ vừa sinh một em bé nữa, tóc nàng hãy còn xanh. Và thưa quý vị,
lấy chồng chiến binh, mấy người đi trở lại. Lỡ khi mình không về thì thương cho người vợ bé bỏng chiều quê. Nhưng mà cuộc đời rất là trái ngang, rất là nghịch lý. Không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ hậu phương. Và có một chi tiết rất đáng nhớ. Năm đó Long Nhật học lớp 6, lớp 7, mà thầy Hữu Loan kể cho ba nghe. Long Nhật ngồi bên cạnh ba người anh nơi chiến trường Đông Bắc. Buổi sáng nhận được tin em gái mất, tức là tin tử, thì là bưu điện báo hỏa tốc chạy rất nhanh. Buổi sáng ba người anh nơi chiến trường Đông Bắc nhận tin em gái mình mất, nhưng buổi chiều thì thiệp hồng mới tới. Sáng thì nhận em gái mất, và chiều thì nhận tin em gái lấy chồng. Bởi vì thiệp hồng đi chậm hơn là giấy báo tử. Kính mời cả nhà cùng nghe bài thơ Màu tím hoa sim, được phổ thơ bởi nhạc sĩ Phạm Duy. Ca khúc này Long Nhật xin trình bày với học trò cưng, con gái của Long Nhật, quán quân giọng ca vàng Bô Rô Việt Nam, nữ ca sĩ Nguyễn Thị My Phone, đến từ Phú Yên. Em đang con đang là ca sĩ chính của Trung tâm Nhạc nhẹ Sài Gòn và đang học tiếp để lấy bằng thạc sĩ nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cả nhà giờ dành một tràng pháo tay cho con gái My Phone cùng với các học sinh năm 2 của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với trường ca Áo em sức chỉ đường tà, phổ bài thơ Màu tím hoa sim. Chiếc bình hoa ngày cưới đã
thành chiếc bình hương. Nhớ xưa em hiền hòa, áo anh em viền tà. Nhớ người yêu màu tím, nhớ người yêu màu xiêm. Giờ phút lìa đời chẳng được nói một lời, chẳng được ngó mặt người. Nàng có ba người anh đi quân đội lâu rồi, nàng có đôi người em, những em thơ sẽ lớn. Tóc nàng hay còn xanh, tóc nàng hay còn xanh. Cảm ơn bà bác rất nhiều đã cổ vũ cho tiết mục của anh Long Nhật và ca sĩ Bifon. Và cảm ơn dàn hợp xướng rất nhiều. Dạ. Cho mượn cái mic thôi. Chúng nó pháo nổ rồi. Giờ tới Tam Ca bà ngoại với Long Nhật với Bifon hát bài Về Quê Ngoại. Nói không được hết trơn à. Dạ. Áo anh chiếc chỉ đường tà phải không? Dạ. Vợ anh không có. Dạ. Mẹ già không có khâu. Dạ. Áo anh có lắp đầu khâu. Dạ. Dạ. Đó là câu ca dao áo anh sức dị đường tà. Mẹ anh chưa có, vợ già chưa khâu. Mẹ vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. Nhưng mà sau đó, dạ, nhưng mà sau đó khi mà đi hành quân, à, cái này nó có cái sự thích của dạ, nó. Cảm ơn ngoại nha. Ngoại khi mà nhạc sĩ Hữu Loan đi hành quân trong qua các cái làng quê, thì trong làng người ta ru con đó, người ta hát như thế, áo anh sức dị đường tà, vợ anh chưa có. Nhưng mà cái hoàn cảnh của nhà thơ thì ông mới biết là áo anh sức dị đường tà, vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn ạ. Có vợ nào chết sớm. Dạ. Dạ, cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại rất nhiều. Dạ. Dạ. Một người khách rất là quen, rất là thân thuộc. Đi xuống cẩn thận, ngoại đeo vàng nhiều quá, nó cắm xuống. Vàng cũng cỡ đủ rồi ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn bà ông bác rất là nhiều. Trong đêm nay thì nói chung là ca nghệ sĩ rất là đông, cho nên là mình dạ làm nhanh nhanh xíu ha. Dạ rồi, ở sau thì các anh chị em nghệ sĩ mình đợi thì cũng thông cảm cho Khương Dương ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một giọng hát cũng đã xuất hiện rất là nhiều lần ở hội quán ngôi sao miệt vườn. Dạ. Dạ, bà ông bác cho một tràng pháo tay với sự xuất hiện của ca sĩ Nhật Minh. Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn chị. Và lời nói đầu tiên cho những mình đã quý vị và con ở ngôi sao Việt Dương, lựa chức sức khỏe là sao thân thương và trân trọng nhất.
Xin cảm ơn vị rất nhiều, xin cảm ơn quý vị. Và hôm nay là cũng happy birthday của anh Long Nhật. Mình cũng chúc cho anh được nhiều sức khỏe. Quan trọng là có sức khỏe là có tất cả, phải không ạ? Và để thay đổi không khí, Nhật Minh gửi quý vị một ca khúc sôi động được không ạ? Xin phép hát một bài sôi động nha. Xin mời quý vị cùng nghe một ca khúc được mang tên Tình Phiêu Lãng. Xin mời quý vị tất. Xin cảm ơn ạ. Mãi thao thức canh dài thương về ai lòng sao tê tái nhớ mong mãi một người con gái nhưng ân tình khó phai tình yêu sao năm say tình yêu như lãng mây phiêu lãng phương trời xa người tình ơi sao mau đổi thay giọt sầu trên môi nghe đắng cay cớ sao duyên tình dở ra người tình đi xa thật xa để mình ta bỏ ngày qua mãi mong chờ người tình ơi sao đành quên để giờ đây ta ngồi ôm dĩ vơ quý vị ơi những cảnh vỗ tay không khí được sơn được không ạ? Cành dài thương về ai lòng sao tê tái nhớ mong mãi một người con gái nhưng ân tình khó phai tình yêu sao nồng say tình yêu như làn mây phiêu lãng phương trời xa người tình ơi sao mau đổi thay giọt sầu trên môi nghe nồng cay cớ sao duyên tình dở ra người tình đi xa thật xa để mình ta bao ngày qua mãi mong chờ. Người tình ơi sao đành quên để giờ đây ta ngồi ôm dĩ vãng nhớ thương con đây tháng năm đông đầy khát khao vòng tay ấm bên từng đêm cách xa từ đây xác thân hào gầy còn lại bao vẫn vương người hỡi nhớ thương làm chi chút thêm u phiền khát khao nụ hôn xót đau triền miên anh nỡ xa nhau hỏi lời giới ước quét đôi mi dài. Xin cảm ơn ạ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho Vũ Đoàn hai con cá lóc. Xin cảm ơn hai anh rất là nhiều. Chuẩn bị em đếm 1, 2, 3 hai anh nhảy theo cái vũ điệu cùng đi nha.
Xin cảm ơn hai anh rất là nhiều, xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ. Vậy quá dữ luôn rồi. Xin cảm ơn vị rất nhiều, xin cảm ơn quý vị. Vì bên trong còn rất là nhiều tiết mục nữa để ra cho đó cùng quý vị. Nhật Minh xin hẹn quý vị một dịp khác sẽ gặp lại quý vị. Và xin chúc cho quý vị có một buổi tối thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn ca sĩ Nhật Minh rất nhiều. Dạ. Dạ đông lắm bà. Dạ. Bà ngoại vẫn yêu quý ca sĩ Nhật Minh và muốn dạ, ca sĩ cảm ơn Nhật ngoại. Minh. Dạ. 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 Cảm ơn Cảm ơn Nhật Minh. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Dạ, và quý bà con cô bác cho một tràng vỗ tay thiệt lớn để chào đón MC Vũ Mạnh Cường ạ. Dạ, xin được chào quý bà con, cô bác. Đây là lần đầu tiên mà Cường có mặt tại đây luôn. Và ngày hôm nay thì là ngày sinh nhật của anh Long Nhật. Thường thì với những nghệ sĩ khác, khi người ta có lời ca, tiếng hát, có những kỹ năng đây rồi, đó, đây rồi. Thì mọi người sẽ biểu diễn một tiết mục nghệ thuật. Nhưng mà Cường với vai trò là MC thì chắc là em xin được dẫn dắt một tiết mục ngày hôm nay, coi như là một sự đóng góp, một món quà sinh nhật gửi đến cho anh Long Nhật. Và chúc cho anh Long Nhật sẽ luôn trẻ, đẹp, luôn thanh xuân mãi, luôn thăng hoa mãi trong sự nghiệp cũng như là trong cuộc sống của anh nha. Một tràng vỗ tay thật lớn đúng không ạ? Không. Răng mà em nói là em có hát song ca với anh một bài. Dạ em không giảm hát mô. Có. Không, em không giảm. Khi biết em mang kiểu cầm ca. Dạ em không có cầm ca, cầm micro. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà trước khi mà giới thiệu một nhân vật tiếp theo. Dạ. Thì là dạ nhân vật em, chính dự. Dạ. Em chưa có ôm anh. Em chưa có nói những lời yêu ta. Anh thay đồ không kịp, anh chưa nghe anh nói. Nói mà chúc mừng chúc lại. Bà ca vỗ tay lớn cho Vũ Mạnh Cường chúc lại. Dạ em, dạ em nghĩ là phải thật là sâu lắng nha. Dạ. Sinh nhật mà chúc thật là sâu lắng. Đề khó quá mọi người ạ. Dạ ngày hôm nay em đã nói rằng là một trong những idol mà mãi mãi mà bất tử trong lòng của em đó là anh Long Nhật. Dạ cái ngày đầu tiên mà Cường gặp anh Long Nhật, lúc đó Cường chưa làm MC nữa. Tự nhiên cái anh gặp Cường, cái anh nói rằng là em làm MC đi, giọng em được đó và em có khả năng nổi tiếng. Lúc đó thì em chưa có nghĩ rằng là những điều anh Long Nhật nói sẽ ám ảnh em, sẽ làm động lực để em có thể có được như ngày hôm nay. Mặc dù cũng chưa nổi tiếng lắm, nhưng mà dẫu sao đó là động lực để em đã vượt qua rất nhiều những khó khăn trong hành trình của em. Và em chúc cho anh Long Nhật sẽ luôn vui nè, luôn trẻ, đẹp và luôn thanh xuân, luôn thăng hoa mãi trong cuộc sống cũng như là trong sự nghiệp của anh nha. Dạ, còn bây giờ thì một cái ôm thiệt là chặt ạ. Em thấy ánh mắt của anh Long Nhật rướm rướm và dạ, hình như có một lời gì đó muốn nói ạ. Hai anh em rất là có duyên. Long Nhật rất là thương Vũ Mạnh Cường, đẹp trai, hát hay mà rất là hiền hậu, hiền khô. Con trai Nam Bộ, hiền lành. Và trong cái kỷ niệm 30 năm của Long Nhật tại Libella ở 3 tháng 2 Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, và chính Vũ Mạnh Cường đã dẫn cái chương trình kỷ niệm 30 năm mới đỏ mà 35 năm rồi. Năm đó mình ra mắt phim Tìm Lại Người Xưa hả? Vừa rồi Long Nhật tổ chức 35 năm tại Huế, là màu tím và người ta cần giọng nói Huế rặt. Nhưng thưa quý vị, live show 35 năm của Long Nhật vào đầu năm 2025 để cho nó giải quyết xong vấn đề lũ lụt bão lũ của bà con xong, tổ chức tại nhà Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Tất cả những nghệ sĩ góp mặt trong đêm nay sẽ là khách mời của Long Nhật trong live show 35 năm tổ chức tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2025 và Đà Nẵng và Hà Nội cùng với Nha Trang. Yeah. Và không ai khác, chính Vũ Mạnh Cường sẽ là người điều khiển chương trình live show 35 năm của Long Nhật. Dạ anh ơi, nếu như vậy thì 35 năm của anh sẽ có 3 MC lần đó. Anh Khương Dừa nè, Dung Dân Dung Dẻ và Vũ Mạnh Cường được không ạ? 4 lần, anh có thêm anh La Thoại Phi nữa. La Thoại Phi, 4 người cho sung anh ơi. Đúng rồi, và 4 người bởi vì anh La Thoại Phi nói giọng Huế. Dạ, đó. Dạ. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho tuổi mới của anh Long Nhật ngày hôm nay. Và chúc cho chương trình kỷ niệm 35 năm sẽ thành công tốt đẹp ạ. Còn bây giờ Vũ Mạnh Cường sẽ giới thiệu tiết mục đặc biệt, một món quà giá trị ngay bây giờ. Dạ, và đó là sự xuất hiện của một người bạn lâu năm của anh Long Nhật. Một người anh. Dạ, một giọng ca vô cùng ngọt ngào. Và nhà anh cũng ở hình như là ở quận 6. Gần đây thôi. Nhưng mà anh có mặt từ rất sớm. Đúng rồi. Chắc là anh mê hát chương trình này. Không, thương Long Nhật, cho thương Long Nhật. Dạ, vì thương mê. Thương Nhật, thương Khương Dừa.
thứ nhất đó, thứ nhì. Anh đã ngồi ở dưới kia lâu lắm rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát rất là ngọt ngào với những vở cải lương rất nổi tiếng. Đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Xin mời em. Cảm ơn em, cảm ơn mọi người đã giới thiệu anh như vậy. Chúc cho tất cả quý vị và các anh chị có một buổi tối thật vui tươi và hạnh phúc. Và bài hát đầu tiên xin mời tất cả quý vị và các anh chị cùng lắng nghe một ca khúc của nhạc sĩ Thạch Sơn, Yêu Cô Gái Bạc Liêu. Xin mời quý vị và các anh chị cùng lắng nghe. Cô Gái Bạc Liêu. Ở đây có ai là ở Bạc Liêu không ạ? Ai ở Bạc Liêu giơ tay lên không ạ? Yeah. Nghe em hát về Bạc Liêu mà lòng tôi thấy thương em nhiều. Nhà cô hay ở miệt gia rai, người con gái có ngon đợt thì hay. Dẫu xa tôi vẫn đi tìm để được nghe tiếng nắng đợt kia. Cô ba có nhà trà khác, đời cần lao nước da măng mà bàn tay chay mới gạo muối đưa. Đời nhà nông sống quanh quần ruộng lúa, nắng mưa mưa nắng hai mùa, nhọc nhằn nhân dân cười đùa. Xin cảm ơn chị. Phải là công tử Bạc Liêu mà tôi đây chỉ là nghệ sĩ đa tình. Cho tôi yêu cô gái Bạc Liêu, không đẹp như tiên nhưng ngắn nói thiệt có duyên. Xin cảm ơn chị. Xin cảm ơn chị. Đi xa nhớ về Bạc Liêu, lòng sao xuyên nhớ quê hương nhiều. Dù trong năm dân còn yên tâm, về Bạc Liêu giấc mơ đời tình yêu. Thế gian đâu dễ phai tàn, bài giả cổ hoài lắm. Yêu cô gái Bạc Liêu, nước da mặn mà nụ cười hiền hậu. Cảm ơn em, cảm ơn con. Cô gái Bạc Liêu, cô ba có nhà trà khác, đời cần lau nước da mặn mà bàn tay chai bơi cao mũi đua. Đời nhà nông sống quanh quần ruộng lúa, nắng mưa mưa nắng hai mùa, nhọc nhằn nhưng vẫn cười đùa. Cảm ơn anh. Tôi không phải là công tử Bạc Liêu mà tôi đây chỉ là nghệ sĩ đa tình. Cho tôi yêu cô gái Bạc Liêu, không đẹp như tiên nhưng ăn nói thiệt là có duyên. Cảm ơn. Rồi. Đi xa nhớ về Bạc Liêu, lòng sao xuyên nhớ quê hương nhiều. Dù trăm năm dân còn tiên tâm, về Bạc Liêu giấc mơ đời tình yêu. Thế gian đâu dễ phai tàn, bài giả cổ hoài lan. Về Bạc Liêu giấc mơ đời tình yêu.
yêu thế gian đâu dễ phai tàn bài nhạc cô quay lại. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị và các anh chị cùng các em đã tặng cho Tô Long những cành hoa. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cô gái Bạc Liêu à, bà tử Bạc Liêu ở đâu? Dạ. Công tử Bạc Liêu ở đâu? Dạ, có công tử Bạc Liêu nữa. Con công tử Bạc Liêu phải không? Dạ, công tử Bạc Liêu. Dạ, công tử Bạc Liêu. Chứ không phải ở Bình Chánh hả? Dạ, nhưng mà về Bình Chánh mua nhà ở. Dạ, dạ. Cảm ơn ngoài rất nhiều. Một dạ, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay là sinh nhật của Long Nhật, còn rất là nhiều nghệ sĩ, ca sĩ hát nữa. Long hy vọng rằng sẽ có một dịp Long sẽ trở lại với lại... Dạ. Ông ấy, em nghĩ là anh cho một câu đi anh. Dạ, gì làm câu nha. Một câu anh, dạ. Dạ. Thôi mình làm... Dạ thôi, dàn can đại trích đoạn cái đi nha. Cho xin 3 phút. Trích đoạn được mang tên. Dạ. Máu nhuộm sân chùa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Dạ, dặn nhạc lẹ lẹ. Dạ, nhiều quá trời. Nhiều nghệ sĩ quá cho nên là nếu mà hát hết mỗi người một bài thôi là tới 3 giờ khuya đó. Mọi người ráng nha, ngồi chờ tới 3 giờ khuya nha. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ, cô. Dạ, máy đâu ạ? Giờ mình xa cách nhau, ô cũng là do trời, tình ai phải lìa xa, tôi đành biệt ly trọn đời. Nhìn kiều hồng du quy, chúc ai suốt đời bên trời mây, đành lòng thôi giá biệt ngàn đời. Duyên trăm năm trời ban cho ai, nay đưa ta mà thôi. Tình lứa đôi xin hẹn kiếp sau, duyên tình chiều nào bà có dừng chân nơi quán lạ, xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đang trình. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô đông, như loài chim buồn lạc lòng giữa đêm khuya. Bà ơi, nếu có phút giây nào bà chẳng nhớ tôi, nên một kẻ được cùng bà thề non hẹn biển, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau dài giọt lệ ban đầu. Thưa bà, tôi đến đây là để gặp bà lần sau cuối, rồi tôi sẽ ra đi. Tôi cầu chúc cho bà được hạnh phúc như người ta. Còn tôi sẽ ra đi và sẽ không bao giờ trở lại. Dạ. Bà ơi,
nữa khi rượu tân hôn nồng nực phía loan phòng. Bà đã bình yên khoao theo chồng, bà đã tận hưởng cuộc đời vàng son qua mộng, bỏ lại bên đường dài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà trong đêm hôn lễ được rỡ ràng hạnh phúc. Và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ, cho dầm trời xa không bỡ ngỡ mộng sông hồ. Vậy kỷ niệm xưa xin vùi lấp lại, chỉ mong một ngày bà được hạnh phúc như người ta. Dạ, bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng là vợ của người ta. Còn tôi chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc, có tiếc thương thì cũng đành giả biệt, mong mỹ nào cũng tan cuộc nhớ đêm khuya. Thì thôi đừng mà bà đi, đừng tôi bước chành gót quang hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dựng chân bên triền đồi cỏ lạ để lắng nghe chim nguyên rộn rã kêu sầu. Đó là lúc bà bình yên trong cuộc sống bên cạnh chồng và những đứa con xinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, mộng sông hồ vùi lấp bước chân qua. Xin vĩnh biệt, hẹn lần sau. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long rất là nhiều. Quý bà con cô bác, hôm nay mình xem đêm nhạc có mãn nhãn không ạ? Dạ. Quý bà con cô bác mình ơi, ngôi sao miệt vườn là mình vỗ tay thì sao ạ? Dạ, giống đếm lại 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Dạ đúng rồi, như vậy mới gọi là ngôi sao miệt vườn. Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với danh ca Long Nhật và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi ạ. Dạ. Dạ. Anh Nhật kêu em ra nói là lần đầu tiên Nhật ca giọng cổ bằng giọng Huế, rồi giờ em đi vô. Dạ cảm ơn ạ. Dạ, nó, à, anh kêu nói dài dài ra. Anh dạ. Long Nhật nói rằng nói dài dài ra có nghĩa là em với anh xong ca đó. Không, anh kêu nói dài dài ra. Nói chứ bà con cô bác thân mến, giọng cổ thường thường là miền Tây Nam Bộ mình hát đó, nhưng mà ở rất là nhiều vùng miền bà con bác cũng rất là mến, rất là thương yêu cái câu giọng cổ, và cũng có nhiều quý bà con bác hát rất là hay. Dạ, và anh Long Nhật thì ở Huế, cho nên hôm nay mình sẽ nghe cái những cái giọng cổ, những cái làn điệu giọng cổ bằng cái giọng Huế, xem là nó ngọt ngào, nó trữ tình như thế nào nha quý bà bác. Dạ, bà bác cho anh Long Nhật với lại nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Dạ, và quý bà con cô bác khi mà chập trùng tim em, từ miền Tây qua bến Cửu Long, sông nước mênh mông muôn đời sắc son. Làng quê đó sao mà dân dương, tình yêu đó ơi tình quê hương, như lúa trên vàng măng nồng phù sa. Mấy pha sóng bên bông con sông, về miền Trung con núi dòng phố biên tím chơi chơi ơi miền dấu miền dấu yêu. Làng anh đó muôn trùng biển khơi, làng em đó cánh đồng xanh tươi. Anh sẽ là một du rể miền Tây. Em thank you.
được ông tơ đào xé mùi tình thơ, dù đường xa cách trở. Anh ở miền Trung mưa dầm nắng chạy, em ở miền Tây đồng bằng sông nước mình hồi ngộ. Bụi bán sơ thầm mơ ước chuyện cao trâu. Anh chỉ mong sao đẹp mỗi duyên. Tâm sự bao điều về khúc ruột miền Trung, để lòng em đây nghe sao tiếng trong lòng. Gian khổ trong đời thêm vững đôi chân, nào có ngại ngân đường gặp gần soi đá. Trầm khoáng nhạc giữa sông Hương, về xứ Quảng nghe bài tròi thêm mến thêm thương. Làng điều những ca đầm tình xứ sở, yêu đất yêu người anh ca bài giống cô. Dẫu có ngập ngừng những trang chứa một tình yêu. Mai bên nhau từng thắm duyên nhau. Anh là rể miền Tây, em là dâu miền Trung, mình mong bền chặt mối duyên đến răng long đầu bạc. Em sẽ học tính cần cù, chịu thương chịu khó là ngọn lửa sưởi ấm mái gia đình. Tay nắm bàn tay biến chớ chung tình, người miền Tây chân tình hào sang, mộc mạc hiền lành như hạt lúa củ khoai. Anh sẽ tập ca bài già cổ Hoài Lang và điều lý câu hò của miền quê vợ. Em tập hát câu dân ca vì dậm thêm yêu dòng Lam, yêu ngọn núi Hồng. Yêu nhau không quá xa gần, mong
vinh sắc son bên lâu, như trầu cung cao luôn thăm. Quê em quê chồng mãi luôn đẹp hoài trong tim, cứu lông giạc vào tình ca phù sa châu thổ. Sông Hương sông Hàn mộng mơ qua từng bài thơ. Trái miền Trung gái miền Tây, phải duyên phải nợ trúc mai giao kề. Em thì học nghề học o, tề gia nội trợ chăm lo trong ngoài. Anh xin tỉa dạy từng ngày, xứng danh rể thảo của miền Tây quê mình. Bao nhiêu bạn bè chúc mừng trăm năm, bà con chúc mai hạnh phúc hơn, mẹ cha chúc duyên bền kéo sơn, con cháu đầy nhà ông bà mừng vui. Bao nhiêu bạn bè chúc mừng trăm năm. Yeah, đẹp không quý vị ơi? Đám cưới kiểu cung đình Huế đẹp không ạ? Trai miền Trung đi cưới con gái miền Tây. Vỗ tay, xin mời Khương Dương và chị Dung Dễ thương nhận quá trời, Khương Dương cũng bất ngờ nữa. Cái này là anh Long Nhật anh tự chuẩn bị luôn mà bác, tự dàn dựng luôn á. Dạ, và lần đầu tiên tại hội quán ngôi sao miệt vườn có một tiết mục hay mà hoành tráng như thế này. Cầm đứng hai cái lồng đèn lên trước, hai cái lồng đèn lên trước. Bốn cái lồng đèn ra trước để chụp hình như đẹp. Rồi tất cả lễ vật đi trước, đã cái lồng đứng đây. Lụm tiền. Rồi. Lụm tiền. Đúng rồi, đúng rồi. Xuống dưới. Dạ rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Để chụp dạ rồi, cảm ơn Ngọc Đợi rất là nhiều. Rồi. Dạ, cảm ơn anh Nam Nhật rất nhiều. Chụp hình một quay. Rồi, giới thiệu tiếp theo nè. Dạ. Nghệ sĩ nhân dân Trọng Phú. Dạ. Ngôi sao miệt vườn. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa.